Quốc hội tiến hành thảo luận về dự án luật đất đai sửa đổi. Đa số đại biểu đều nhất trí về sự cần thiết sửa đổi nhằm khắc phục bất cập trong quản lý, sử dụng đất đai và cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp đã đặt ra trong Nghị quyết 18 của Ban chấp hành Trung ương. Đánh giá cao sự nỗ lực của Chính phủ trong việc xây dựng, tiếp thu, chỉnh lý dự án luật đất đai sửa đổi. Đây là dự án luật phức tạp, phạm vi tác động rộng và quan trọng đối với sự phát triển kinh tế của đất nước. Tuy nhiên, dự thảo luật còn một số nội dung chưa thống nhất với các quy định khác của luật liên quan, chưa giải quyết được triệt để các vấn đề bất cập trong thực tế, nhất là trong vấn đề định giá. Trên thực tế, tình trạng tiêu cực, tham nhũng trong việc định giá đất tại một số địa phương trong thời gian qua, một phần do những bất cập trong việc xác định bảng giá đất, tính minh bạch, khách quan, chính xác của bảng giá đất là vấn đề rất quan trọng, góp phần định giá đất cụ thể được sát, đúng. Do vậy, tôi đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu quy định theo hướng cần có tổ chức độc lập và chuyên nghiệp trong việc xây dựng bảng giá đất, đảm bảo công khai, minh bạch, tránh tiêu cực khi xây dựng, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt bảng giá đất hàng năm. Hiện nay chúng ta quy định là chúng ta phải xác định định giá đất để tiếp cận với lại phù hợp với giá thị trường. Đây là vấn đề nói thì như vậy, nhưng trong thực tiễn báo cáo với Quốc hội là rất khó. Tôi đề nghị cần phải quy định thể chế thật kỹ về cái tiêu chí, các cái điều kiện, các cái căn cứ về pháp lý, căn cứ về thực tiễn, đảm bảo chúng ta định giá sát với giá thị trường. Hiện nay chúng ta bỏ đi khung giá đất và định giá hàng năm. Quan tâm đến quy định về điều kiện thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh hoặc để phát triển kinh tế xã hội, vì lợi ích quốc gia, công cộng, đại biểu Mai Thị Phương Hoa, đoàn Nam Định cho rằng các quy định về điều kiện thu hồi đất còn chưa đầy đủ, chung chung, chưa cụ thể. Trên thực tế, thời gian qua, khi các cơ quan nhà nước có thẩm quyền lập dự án thu hồi đất, đã tự quy định và thuyết minh về sự cần thiết cho từng dự án. Như vậy sẽ tạo ra sự không thống nhất, dễ thực hiện theo ý muốn chủ quan của mình và có trường hợp dễ tạo ra sự lạm dụng để thu hồi đất tràn lan. Hệ quả là thời gian vừa qua, nhiều dự án sau khi được nhà nước thu hồi và phê duyệt thì 10 năm sau vẫn chưa triển khai hoặc triển khai dở dang. Hoặc có dự án sau một thời gian triển khai thì thực hiện chuyển mục đích sử dụng đất. Do đó, để tránh những trường hợp tùy tiện, không thống nhất và dễ bị lạm dụng thì cần quy định ngay trong luật đất đai sửa đổi lần này những tiêu chí cụ thể để xác định thế nào là thật cần thiết. Về quy định đối với đất do các công ty, nông, lâm nghiệp quản lý, sử dụng, một số đại biểu cho rằng quy định như dự thảo còn chung chung, chưa giải quyết được những vấn đề tồn tại trong quản lý và sử dụng đất của các nông, lâm trường, trong đó có việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người đang sử dụng đất là người nhận khoán. Do đó, đại biểu đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu bổ sung quy định cụ thể trong dự thảo luật hoặc giao Chính phủ quy định cụ thể trong nghị định hướng dẫn quy định về người đang sử dụng đất là người nhận khoán, đồng thời bổ sung quy định cụ thể về điều kiện, cơ chế tài chính để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với đất có nguồn gốc nông, lâm trường. Nội dung thứ nhất, đó là...